Nhà kinh tế cánh hữu Javier Milei đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Argentina ngày 19 tháng 11 sau khi đối thủ là Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa nhận thua, theo AP. Ông Massa đã chúc mừng đối thủ trước khi kết quả được công bố. Rõ ràng là kết quả không như dự kiến và tôi đã nói chuyện với Javier Milei để chúc mừng ông ấy và chúc sức khỏe. Bởi ông ấy là tổng thống mà đa số người Argentina bầu ra cho 4 năm tới, ông Massa nói. Bộ trưởng Sergio Massa phát biểu sau cuộc bầu cử. Ngay sau bài phát biểu của ông Massa, cơ quan bầu cử Argentina công bố một phần kết quả. Theo đó, sau 86,6% số phiếu được kiểm đếm, ông Milei có 55,95% phiếu còn ông Massa có 44,04%. Cuộc bầu cử diễn ra giữa lúc Argentina đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong hai thập niên dưới thời ông Massa làm bộ trưởng với lạm phát lên mức 3 con số, có nguy cơ suy thoái và tỷ lệ người nghèo tăng lên mức kỷ lục. Ông Milei, 53 tuổi, là nhà kinh tế và là hạ nghị sĩ, lãnh đạo liên minh Libertad Avanza, tiến bộ tự do. Ông là người phá thế độc tôn của hai thế lực chính trị chính tại Argentina gồm phe tả theo chủ nghĩa Peronist và liên minh cánh hữu cùng nhau vì sự thay đổi, Together for Change. Ông Javier Milei và vợ sau khi bỏ phiếu tại Buenos Aires ngày 19 tháng 11, ông Milei đã cam kết sẽ có liệu pháp điều trị cú sốc kinh tế gồm đóng cửa ngân hàng trung ương, bỏ đồng peso và cắt giảm chi tiêu. Kế hoạch đã gây tiếng vang trong số những cử tri phẫn nộ vì tình trạng bất ổn kinh tế nhưng gây lo sợ đối với những người khác về chính sách thắt lưng buộc bụng. Ông Milei, người được miêu tả có phong cách giống với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, là người phản đối phá thai và ủng hộ quyền sử dụng súng đạn. Ông đã tuyên bố sẽ giảm quan hệ với các đối tác thương mại chính như Trung Quốc và Brazil.